theo xin được chúc mừng công ty cổ phần dược phẩm Linh Ngọc và xin được mời đại diện tiến sĩ Nguyễn Văn Dinh, CEO công ty cổ phần dược phẩm Linh Ngọc trụ sở tại thành phố Bắc Ninh để sân khấu. Đó chính là sản phẩm Gigabatic Gold, sản phẩm độc đáo duy nhất tại Việt Nam, chiết xuất từ các hoạt chất tốt nhất của nấm Shagan tự nhiên, xuất xứ từ vùng Siberia của Nga, kết hợp với lá sen, dây thiều canh, rong diệp đỏ, táo mèo, dòng của Lam, kém Iceland, được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên toàn quốc, một sản phẩm hữu ích thiết thực cho cộng đồng. Thực ra chồng tôi bị tai biến năm 2016, mà cho đến hôm nay, đến năm nay là cũng phải gần 7-8 năm rồi. Thế nhưng mà cũng đi hết bệnh viện nội, bệnh viện kia, chứ tôi còn phải cắt quần áo đi theo chồng với 7 tháng rưỡi, không biết nhà nào để mà chữa cái bệnh tai biến. Thế nhưng mà cũng dùng hết thuốc nọ thuốc kia, không ăn thua, cũng có đỡ. Nếu mà nói không đỡ thì không phải, cũng dùng nó cũng không được như ngày hôm nay. Mà đến hôm nay là tôi rất là mừng và phấn khởi là ông xã nhà tôi là đã được gọi là được 80% từ cái lúc mà coi như là một cái người gọi là bỏ đi ấy, thực vật đấy. Thế nhưng mà đến bây giờ đã được 80%, thì đã từ lúc không nói được một câu nào, chỉ nói được một chữ thôi, nhưng mà bây giờ đã ghép được thành một câu và đã đi lại nó rất là vững chắc. Và cái thứ hai nữa là bây giờ là chồng tôi cũng đã nấu được cơm này, thế rồi thì là thậm chí là cũng làm được những cái việc vặt trong nhà, ví dụ như là quét sân với nhà cho ăn gà, đấy là rất là quý. Thế nhưng mà từ khi mà dùng cái Chaga này đến giờ thì tôi thấy rằng là ông xã nhà tôi rất là khỏe, ngủ rất là sâu giấc mà không đau đầu nữa. Còn trước kia là cứ kêu là ôi bà ơi tôi đau đầu lắm, cho nên là nhưng mà bây giờ không thấy đau đầu nữa, mà không thấy kêu đau đầu nữa. Mà cái chân nguyên là khi mà nhà tôi bị bệnh ấy, là bị liệt một nửa người bên phải đấy, là bị cái bán cầu trái, cho nên là bị liệt một nửa người bên phải, cho nên đến khi mà đau ấy, là nó toàn có lại không đau bên phải mà nó lại cứ đau bên trái, bên đau bên đầu bên trái cơ. Thế cho nên là rất là vất vả mà rất là khổ, mà nhiều lúc đi đâu cũng không dám đi, chỉ sợ là khi nào ông xã nhà tôi lăn quay ra cái mà không kịp cứu là chết, cho nên là tôi rất vất vả. Nhưng bây giờ thì tôi đi cả đêm cũng được, tôi đi cách đêm, tôi lên nhà con cháu cách đêm cũng được, quay là rất là tự tin, mà đã biết gọi điện, đã biết nghe điện thoại, đã biết gọi phải trả lời coi như là điện thoại, là tôi không việc gì hay là thế nọ thế kia, là tôi rất là yên tâm. Tôi xin giới thiệu, tôi là Dương Thị Phục, sống ở thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh. Năm nay tôi 65 tuổi. Đấy. Thì tôi là người của sản phẩm. Khi mà được về nghỉ hưu năm 2015 thì sức khỏe cũng có rất là nhiều vấn đề. Gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, rồi là xương khớp. Thế thì tôi cũng đi tìm rất là nhiều giải pháp để đến với các cái sản phẩm thì cũng phải mất tới mấy trăm triệu rồi đấy. Thật, xin nói thật là như thế. Nhưng mà thực ra thì xương khớp vẫn không có cải thiện. Và khi mà tôi được may mắn biết đến Chaga thì tôi yêu ngay và đón nhận ngay. Rất là nhiều buổi Zoom khi có mặt tôi nhưng mà tôi chưa có kết quả cụ thể, cho nên là tôi chưa chia sẻ. Nhưng mà thật sự với tất cả các mọi người trong phòng Zoom là tôi đã dùng sản phẩm Chaga từ ngày 29 tháng 6 bắt đầu dùng, là tôi đi kiểm tra sức khỏe tất cả các chỉ số trong cơ thể toàn phần luôn. Và sau đó là tôi dùng cho đến được 1 tháng 3 ngày, là 33 ngày đấy, tôi lại đi kiểm tra. Hai vợ chồng tôi đi kiểm tra từ đầu và đến cuối 1 tháng 3 ngày thì cho một cái kết quả vô cùng tuyệt diệu luôn. Tất cả các cái chỉ số trong cơ thể tôi đều giảm xuống hết. Riêng về máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ thì bác sĩ đã khoanh tròn chỉ số rồi. Là cần lưu ý và cho thuốc về dùng. Nhưng mà thật sự là tôi bỏ lại thuốc hết. Thuốc bệnh viện tôi không dùng, và tôi chỉ trải nghiệm nấm Chaga thôi. Đấy, sau 33 ngày thì kết quả của tôi là máu nhiễm mỡ là 6.5. Và sau 1 tháng đấy là đến ngày hôm mùng 2 vừa rồi ấy, tôi đi kiểm tra thì xuống được còn 5.9. Tôi thấy là tuyệt vời, và tất cả các chỉ số khác, 5-6 chỉ số là bác sĩ khoanh tròn báo động, bây giờ xuống cái chỉ số đẹp luôn, giữa trung luôn. Thế và tôi, đấy là riêng bản thân tôi. Cái xương khớp ấy thì nó đau xương, nó đau toàn bộ cơ thể, đau như là người sắp sửa bị, tôi nghĩ là thế này có khi mình phải sắp sửa mang tật đến nơi rồi. Thế nhưng đến bây giờ thì người rất là nhẹ nhàng, đi lại rất là thoải mái, ngủ ngon, không có đau nhức gối nữa. Tôi thấy là rất là vi diệu. Và chồng tôi thì gì? Bị đại tràng dạ dày. Một ngày nói thật với cả nhà là đi ở một ngày tôi không đếm hết đâu, phải mười mấy lần đấy. Thế nhưng mà đến bây giờ là dùng tháng thì bây giờ anh ấy chỉ còn đi 2 lần đến 3 lần một ngày. Đấy. Huyết áp cao từ 150 đến 190. Thế nhưng mà đến bây giờ thì xuống còn 110, 120. Đấy, tất cả nhà thấy có vi diệu không? Tôi phải nói là đã chất lọc rất là nhiều sản phẩm, nhưng tôi thấy Chaga của mình là đứng số 1. Và tôi cảm thấy rất là yêu Chaga. Đến bây giờ là cả gia đình nhà tôi dùng. Tôi mua 3 đơn và cho cả nhà gia đình dùng. Và tới đây tôi sẽ tái sản phẩm tiếp tục vài đơn nữa. Anh xin giới thiệu tên đầy đủ Phạm Thị Mai Anh, đang sinh sống tại thành phố Tuyên Quang. Năm nay cũng chỉ có 66 tuổi thôi, nhưng mà vô cùng là cảm ơn đến sản phẩm Chaga. Khi mà anh đến với Chaga thì cũng là một cái là tin tưởng luôn, vì đã được dùng một số sản phẩm của Nga rồi. Thế cho nên là khi nói đến nấm Chaga thì Mai Anh là một kho bệnh.
đau đầu, mất ngủ, rồi thậm chí là đau đau sưng hết cả mắt mũi lên. Thế rồi thì nó cứ không ngủ được, nó cứ hùng hụp mắt đây đó. Thế rồi thì nó đau các khớp xương chân tay mà sợ ngủ lắm. Ban đầu đến với phòng Dung cũng nói rằng nếu như mà tôi cứ tối mà ngủ mà sợ như thế này thì nếu mà khỏi được thì tốt quá. Thì tôi chẳng biết là bây giờ tôi cũng phải bắt đền nào đến nấm chà ga đấy, bởi vì là đã để cho tôi cứ đặt người là ngủ đến sáng. Đấy, xong đó để tê tay là biến từ bao giờ đấy. Thế nên là tôi cũng đã mua luôn là 20 hộp để cho anh em họ Mạc trong gia đình tôi đang sử dụng. Và con tôi thì cháu sinh năm 1980 nhưng mà cháu khó tính lắm, chưa bao giờ được mua cái sản phẩm như thế. Nhưng nghe thấy là nấm chaga nói là ở hiệu thuốc Nông Châu thì có về nói với con dâu là thưa con cứ bảo bố là con đi mua về đừng bảo mẹ mua. Thế thì là mà ở đây không có đâu mà phải gửi từ Hà Nội về. Thế thì cho nó khỏi phải ra hiệu thuốc điều tra. Thế sau đó thì con trai tôi đã uống đến được một tháng nay. Thì một cái bệnh đau đầu, bệnh dạ dày, đại tràng. Thì suốt ngày anh ta là uống không uống rượu đâu, lái xe thì không uống rượu. Nhưng mà dạ dày đại tràng ấy thì suốt ngày kèm cặp mấy thuốc nam. Rồi thì chuyển sang cả sỏi thận nữa. Thế nhưng đến bây giờ thì cháu đã gần như là hoàn thiện, ngủ ngon mà không bị vấn đề về đường ruột đại tràng nữa. Đấy, thế đấy là tôi cũng cảm ơn thạc sĩ Dinh của chúng ta đã đưa sản phẩm về đến Việt Nam mà đã giúp cho nhiều người đầy lòng tin đã có nhà máy sản xuất tại Việt Nam, mang thương hiệu người Việt, dùng hàng Việt. Mà không những thế, còn những như bản thân là như con tôi là một cái nơi là gọi là tối tăm nhất về trong các công nghệ, thì hôm nay tôi chia sẻ rất nhiều người rất là thích, bởi vì bản thân tôi là 66 tuổi thì chị em rất là ngưỡng mộ lắm. Nữa họ còn ghé tay nhau, họ hỏi không biết có phải chị Mai Anh không nhỉ, họ bảo chả lo còn ai nữa. Ấy, đấy là những cái mà tôi cảm thấy tự hào, không phải đi spa, không phải đi đâu hết. Ngày hôm nay số tiền thì ít nhưng mà nó giúp cho ta rất rất nhiều thứ trong căn bệnh của mình. Tôi giúp cho nhiều người huyết áp từ 200-220 mà bị tái biến nhẹ, nằm gối dãi dề ra gối rồi, nhưng đến ngày hôm nay là tự dưng tôi mới giúp cho 4 hộp thôi mà đi xe máy được. Cả một thị trấn họ ngưỡng mộ rằng ô không sao làm sao mà ông khỏi nhanh thế. Thế nhưng mà tôi tự hào rằng là tôi không phải là thầy thuốc rồi, tôi chỉ biết được cái sản phẩm nó tốt như tôi chia sẻ thôi, mà hai là cái giá là hợp lý đấy. Nếu như anh cơ mà bắt thuốc 3 tháng anh uống 2 hộp là không khỏi đâu, anh phải uống 4-6 hộp thì anh thành công. Thế tôi cứ bảo đúng như thế thôi. Thì là tôi giới thiệu với cả phòng Dung là cô bị thần kinh tê liệt là từ năm 84. Thế mà cô đi chữa là khắp đây khắp đó rồi, y sĩ bác sĩ rồi là thảo dược rồi là sản phẩm cũng nhiều lắm rồi đấy. Thế nhưng mà từ năm 2019 đến bây giờ là cô bị quá ra, mà nó tê thì chân tay và nó đau hết toàn thân luôn. Thế thì cô đã 15 tháng 7 vừa rồi đấy là cô được biết đến trong phòng Zoom mà chị Hiền Nương ở quê hương Thái Bình giới thiệu tôi sang bên cái sản phẩm nấm chaga này. Thì hôm đấy là vào Zoom được một hôm, thế là tôi thấy là nhiều người ở trong phòng Zoom đã chia sẻ về cái căn bệnh mà giống như của tôi thế, của cô. Thế cho nên là cô thấy mạnh dạn cô mua một liệu trình về cô uống. Cô uống đến hôm nay là được 2 lò rồi, xong lò thứ 3 rồi. Thì cái hôm mà cô chia sẻ là cái hôm mà cô đi uống được 4 ngày đầu đấy, thì trước khi cô cho uống thì cái đầu của cô này nó mất thăng bằng, mà nó đau mất một nửa đầu rồi, khi nó không vững. Thế thì đến khi mà cô uống được 4 ngày thì cô thấy là cái hiện tượng là cái đầu của cô nó không thấy gì nữa, thế mà bụng thì nó cứ trướng lên. Thế thì đến một sau một tuần thì cô thấy cái bụng nó không trướng lên nữa. Thế thì cô uống tiếp được hết một lò thì thấy là nó đau ra nhưng mà mình kiểu mình ăn được cũng được, mà cái sức khỏe nó rớt lên được thì nó cũng hay, còn nó là đau thế nhưng mà nó đau rất là dễ chịu, chứ nó không cũng không phải là phải đi nằm hay là thế này thế khác, là nó không có như trước. Thế còn là trước mà chưa uống cái chaga này thì cô cứ đầy đâu có phải đi nằm đấy. Thế nhưng từ hôm đấy là cô uống 2 lò thì cô cảm thấy là sức khỏe của cô là tiến triển rất rõ rệt, là cái đau dây thần kinh của cô này là được đến 60-70% rồi. Thế là cô thấy là cái chaga này là rất tuyệt vời. Thế thì cô cảm nhận là cái nấm chaga này rất là tuyệt vời đối với cô, là nhờ xương khớp dưới đệm của cô, là cô không phải là đệm của cô rất là nặng nhá, 3 đốt sống cổ, 2 đốt, 5 đốt sống lưng và 8 đốt. Còn cái chân trái của cô nó bị teo rồi, nó teo mất so với chân phải là 1:18 rồi đấy. Thế mà đi là rất là khó khăn, nhưng mà từ hôm mà cô uống cái chaga bây giờ thì cô đi là cũng được rồi. Đại khái như thế là cô cảm thấy là rất là có hiệu quả đối với cô rồi. Chaga chứa nhiều hàm lượng SOD giúp tăng hệ thống miễn dịch, chống oxy hóa. Chaga giúp tế bào phát triển khỏe mạnh, có khả năng phòng ngừa, phòng chống các tế bào ung thư và ung bướu. Dùng Chaga mỗi ngày sẽ giúp quý vị ăn ngon, ngủ ngon, giảm cân, tràn đầy năng lượng và đặc biệt giúp tăng tuổi thọ.
Trai gà là món quà của cuộc sống. Chào MC Khánh Hòa, chào người truyền cảm hứng cho cả phòng Zoom này là Doãn Toán, và xin chào tất cả các anh chị em trong Zoom ngày hôm nay. Và xin tôi cũng rất vinh dự là được trong ban tổ chức là mời lên để chia sẻ những cái kinh nghiệm và cái cho mục tiêu của chúng ta đang làm. Và tôi cũng tôi cũng xin một phút để giới thiệu bản thân. Tôi xin giới thiệu, tôi là Mai Thị Hồng Gái, năm nay là 56 tuổi. Và trước kia thì tôi cũng tôi là một người nông dân thật sự luôn, chứ cũng không phải là một người làm công nhân hay là viên chức hay là người có cái gì. Đây là thực sự là mình là một người nông dân. Thì tôi cũng rất vui là tôi được trong cái tầm suy nghĩ của mình cũng có một cái tầm suy nghĩ là mình cũng muốn là làm sao mà mình phải có một cái công việc gì để mình thay đổi được cuộc sống, thay đổi được cái những cái công việc của mình để làm là con, thứ nhất là nó có một cái công việc là để nó ổn định. Trong lúc luôn luôn là lúc nào cũng nghĩ là phải có một cái công việc gì nó ổn định, mà sau này mình phải có được một cái mục tiêu của mình là ví dụ như Khánh Hòa vừa chia sẻ đấy, mình không làm, mình đi ngủ mình cũng có tiền. Đấy là trong cái đầu của tôi là luôn luôn là lúc nào cũng suy nghĩ vậy. Nhưng chúng ta phải suy nghĩ như thế. Nhưng mà cái mục tiêu chiến lược của chúng ta thì chúng ta phải là con người như thế nào, mình phải làm như thế nào. Thứ nhất là chúng ta luôn luôn phải làm theo, và chúng ta chưa biết thì chúng ta phải học, để biết, và biết rồi thì chúng ta phải học, học rồi thì chúng ta phải thực hành, chúng ta phải nghiêm túc làm. Thì nó mới muốn là một người thành công, hay là muốn là một người mà có được những cái tố chất lãnh đạo, hay là có những một người là để dẫn dắt được đội nhóm, thì chúng ta phải, thứ nhất là chúng ta phải học hỏi để chúng ta hoàn thiện bản thân chúng ta. Và chúng ta phải, mình muốn thay đổi được một người khác thì bản thân mình phải thay đổi. Mình muốn người khác mà làm được thì mình cũng phải là người làm được. Thì mình nói thì mới có người nghe. Đấy là cái mục tiêu của tôi. Cái thứ hai nữa là, thì trước kia thì tôi cũng đang là một người nông dân đấy, nhưng mà tôi cũng có cái trong cái tiềm thức của tôi là cũng chăm, cũng rất là người chịu khó, nhưng mà rất là một người kiên trì, chịu học hỏi, chịu cũng phải là cho. Nhưng mà bản thân tôi là nó cũng, người ta bảo rồi, nó cũng có tuổi rồi, cho nên là cũng nó cũng kiến thức thì nó cũng tiếp thu nó cũng hơi chậm. Nhưng mà chính vì thế cho nên mình chậm, cho nên mình phải kiên trì, mình phải học hỏi, mình phải kiên trì. Cái thứ nhất là kiên trì. Như tôi thường nghĩ vẫn chia sẻ với tất cả các anh chị em trong đội nhóm ấy, tuy rằng là mình làm cái những cái mình là một người dẫn đầu, leader, hay là một cái gì, mình phải có tâm của mình ấy, thì để mình dẫn dắt được đội nhóm. Chứ mình không nghĩ là như mọi người cứ nghĩ là mình làm cái gì là phải có tiền, cái đấy tiền là nó chỉ là phần thôi, nhưng mà cái uy tín, cái chất, cái tình yêu của mình, cái uy tín của mình, cái chất, cái uy tín của mình nó phải đứng hàng đầu. Thì mọi người cứ bảo là làm nó không có tiền. Nhiều người tôi rất nhà, đúng là như hôm nay là học buổi học chia sẻ của Doãn Toán ấy, tôi rất được nhiều người giờ rất nhiều người chia sẻ mời, xong là cứ hỏi tôi là vậy thì em làm ở hay là chị làm ở đấy có tiền hay không. Tôi bảo tiền không quan trọng, quan trọng nhất là mình phải tìm hiểu xong là cái mà cái chiến lược và như cái gì. Nói chung là mình thì không chê bất cứ một cái sản phẩm gì, thì bản thân tôi cũng nghĩ là sản phẩm thì đã cho ra đời một sản phẩm thì công ty đã có công ty ra cho đời sản phẩm thì phải có chất lượng. Nhưng mà cái sản phẩm thì nó phải là cái nào nó cũng có cái điểm yếu và cái điểm mạnh. Thì tôi cũng vẫn chia sẻ mọi người là riêng cái trước thì tôi cũng rất nhiều người chia sẻ, nhưng mà tôi biết đến Siberia thì tôi cũng tình yêu Siberia nó mãnh liệt lắm, cho nên là giờ được người chia sẻ cho tôi về cái lấm chaga. Thì chính vì lấm chaga nó từ vùng Siberia cho nên là tình yêu của tôi cũng vững chãi. Nhiều người cứ chia sẻ
ngay từ buổi sáng mấy ngày nay là ngồi ở nhà, nhưng mà rất nhiều người chia sẻ là về cái nọ cái kia mà làm phải có nhiều tiền, làm như thế vậy thì phải được nhiều tiền. Và thì tôi cũng chia sẻ với mọi người là mình ấy thì bao giờ ấy, những con người ta ấy, thì đầu tiên người ta chia sẻ cho mình thì những cái là người ta cứ thường nói là đi làm thị trường, bao giờ cũng đi làm thị trường, nhưng mà mình được học ở đây là được rất vui, là tôi rất vui là được cảm ơn tiến sĩ Dinh, là một cha đẻ của sản phẩm chân nấm chaga đã đưa về Việt Nam cho chúng ta dùng, mà đã nghiên cứu bao nhiêu năm cho ra đời cái dòng sản phẩm này, mà nó được phối hợp những cái thảo dược của Việt Nam cộng vào nữa thì đúng là không còn cái điểm gì nữa để mà chê, mà rất nhiều người uống có kết quả ngay tức thì và nó rõ rệt luôn, chứ không phải chờ đợi đến bao giờ lâu. Cho nên là mình rất vui, tôi rất vui và cảm ơn các cô chú anh chị em. Thì trong khi đó là tôi thì thực ra thì cũng giãn toán cứ gọi là cứ ca ngợi vị trí của tôi, thế tôi còn kém cỏi, tôi còn thua rất rất nhiều người, và mình cũng không phải là mình mời được nhiều người, nhưng mà tôi cũng hợp tác với lấm cha ga đến nay là cũng từ tháng 6 bắt đầu, được cuối tháng 5 thì được em Nguyễn Thắm trao cho cơ hội, nhưng mà lúc ấy hãy còn đang tình yêu của Siberia nó còn đang mãnh liệt lắm, vẫn còn đang bán hàng khổng lồ luôn, cho nên là cũng chưa đón nhận. Thì từ lúc bắt tay vào lấm cha ga thì tôi cũng cũng luôn luôn là đi tạo giá trị để chia sẻ cho mọi người. Thì tôi cũng đã tuyển được tất cả cũng phải đến 20 người mà dùng, và cũng đã có các anh chị em là cũng đã giúp đỡ cho mọi người, cũng ai cũng có thu nhập, dù nhiều dù ít thì ở trong chaga của chúng ta thì ai cũng có thu nhập. Mà bản thân tôi thì cũng tôi thấy là cái chính sách, cái sản phẩm thì không thể nói nữa, nhưng mà cái chính sách của lấm chaga thì đúng là tôi bảo tôi cũng đã đón nhận mấy cái cơ hội rồi, nhưng mà chưa cái chính sách nào được như cái chính sách của lấm chaga. Thật đúng là kỳ diệu, thật tuyệt vời lắm. Những người khách hàng tiêu dùng cũng có quyền lợi, mà khách hàng cho nên là không ai thể bỏ được cái lấm chaga. Đã biết đón nhận lấm chaga rồi thì là mình cứ phải đi đến bao giờ mà sản phẩm không còn nữa, hay là không có không làm nữa, ví dụ công ty mà không còn nữa thì chúng tôi biết thôi, chứ còn riêng mà công ty nấm cha ga còn, công ty Linh Ngọc mà còn ra đời cái dòng sản phẩm nấm cha ga thì chúng ta cứ dùng đến đến mỹ mãn, đến hết cuộc đời chúng ta. Và tôi cũng xin cảm ơn Khánh Hòa đã, và cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Hồng Gái chia sẻ. Xin cảm ơn ạ. Vâng, em cảm ơn. Vâng, rất vui là hôm nay đã lại một lần nữa được ngồi trên buổi Zoom tối hôm nay. Và rất cảm ơn đến tiến sĩ Phan Bằng và các tiến sĩ hôm nay cũng rất nhiều. Và MC cùng toàn thể các cô chú, các anh chị trên phòng Zoom buổi tối hôm nay. Thì cái máy của em thì nó đang bị vỡ cái màn hình. Em hôm nãy ra đi thay và không kịp được. Em phải chạy về để vào Zoom cho kịp giờ. Thì không biết là em nói các cô chú, các anh chị có nghe được không ạ? Dạ có nghe chị ơi. À dạ vâng ạ. Vâng, em cảm ơn. Thì thực ra thì em cũng là một người mới biết đến dòng sản phẩm này. Biết thì cũng cách đây khoảng gần 2 tháng, thì có rất nhiều các anh chị đã đi trước từ Hà Nội, Hải Phòng, rồi Quảng Ninh, Hưng Yên thì đã dùng sản phẩm và đã làm và mời gọi cho em cũng rất nhiều. Nhưng em cũng chưa được trực tiếp để dùng, và em cũng đang dùng các dòng sản phẩm cao cấp khác. Thì em là rất chi là nhiều bệnh. Trước kia em nhiều bệnh lắm. Em thì viêm đa khớp mãn tính này. Rồi cứ đi bệnh viện thì sau khi dùng nhiều thuốc tây quá thì nó phá ra dạ dày đại tràng, dịch khớp phai, rồi vôi đốt cổ, đốt lưng, rồi tắc mạch máu lên não, nói chung là vân vân nhiều nhiều bệnh, hai bên u tuyến vú. Nhưng cái đặc biệt là dùng các cái dòng sản phẩm khác thì cũng ổn định rồi, nhưng cũng còn một số còn lại là em cũng đang dùng. Nhưng rồi vừa rồi đây tự nhiên lại cái
cái tuyến vú của em, biết em dùng em ăn uống phải cái gì hay là em dùng cái collagen để tự nhiên nó lại phát lên. Thì lúc đó là lại đúng cái sản phẩm này thì là em lại nghe đến, thì em cũng nghĩ là không được đâu. Nhưng thật sự em rất tiếc là trong cái tuần đó em lại không đi kiểm tra. À, cái sản phẩm này thì một ngày thì em nhận lời của một người bạn, thì em cũng dự tính để em làm việc. Thì em lại mời cho chị bạn của em ở Thanh Hóa này, thì chị lại bảo em ơi, chị cái này cái gì chị cũng biết lâu rồi, thế thì em lại làm với chị đi. Thì em cũng lúc đó em cũng chưa mở ID với ai cả, thì em sẽ thân thiện và em cũng chỗ chị em mà. Thế em lại thế thì tuyến trên của chị là ai cho em được gặp tuyến trên của chị? Thì là chị có bảo được rồi cho để chị gọi cho, thì tức là tuyến trên tức là em Thanh ạ, em Thanh ở Nghệ An ạ. Em hôm nay không biết là em Thanh có ở trên phòng Zoom không ạ? Em gửi lời hỏi thăm và cảm ơn đến em Thanh. Thì khi đó là em ra thì em rất chi là giản dị, thì em đi bằng xe máy từ Nghệ An ra. Em bảo ngày mai là chị có tầm 7-8 người chị mời đến đây, thì em ra để chị em ta vừa gặp mặt rồi vừa chia sẻ. Thì em có mang ra hai lọ như thế này, thì có một chị tuyến dưới của em và em tặng cho em một lọ như thế này. À, em về em dùng trải nghiệm, thì nói thật ra cái lọ này em cũng mới dùng hết có cho là hết hơn 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 một nửa rồi. Hơn một nửa rồi, nhưng thật sự là em báo cáo và rất cảm ơn dòng sản phẩm này. Em thấy tất cả các cái u nó sẽ nhỏ đi. Thì em lại bảo với chồng em rằng là em bảo với chồng em rằng là ủa, cái sản phẩm này tuyệt vời đấy. Biết thế hôm đó mình lại đi siêu âm, nhưng em sẽ hứa là ngày mai em sẽ đi siêu âm ạ. Em sẽ đi siêu âm để bởi vì cái u nó đang còn, nó cũng chưa chưa thể hết hẳn nhưng mà nó đang còn. Thì ngày mai em sẽ đi siêu âm để em lấy kết quả. Và trong cả một tuần, gần một tuần nay là em chỉ có đi chia sẻ dòng sản phẩm này. Và em sẽ đưa hai người em gái tình cờ cũng mới tìm được, em sẽ cho các em lên tuyến trên, nên là bọn em cũng em đang hướng để cho các em vào đơn trước để chị vào đơn, chị vào đơn để chị lấy sản phẩm chị dùng và chúng ta cùng phát triển. Để rất mong là các lãnh đạo ở các vùng ở Hà Nội, khu vực Hà Nội cũng như là Nghệ An để hướng về Thanh Hóa để hỗ trợ, và em rất muốn hợp tác để lan tỏa cùng nhiều người để biết đến dòng sản phẩm này. Em thì em mới dùng thôi nhưng em thấy cực kỳ là hiệu quả, thật sự là rất biết ơn. Sản phẩm thì giá thành thì quá là hợp lý, so một liệu trình này bốn bốn lọ như này thì chưa bằng một một hộp sản phẩm của em đang dùng trước kia mà rất chi là tuyệt vời. Buổi tối hôm nay thì em cũng mong muốn là thứ nhất là mình dùng sản phẩm để có sức khỏe, thứ hai là cũng muốn chia sẻ nhiều và có cơ hội để lan tỏa giúp cho nhiều người để có thu nhập nữa, vừa vừa có sức khỏe lại vừa kiếm được tiền để giúp được nhiều người khỏi bệnh. Thì em cũng rất chi là mong muốn. Thì em cảm ơn là hôm nay MC đã cho em lên để chia sẻ những lời tâm sự của em. Để em xin cảm ơn và em xin gửi mic lại cho MC ạ. Vâng, xin cảm ơn chị Bùi Hằng ạ. Như vậy là chị cũng dùng mới có hơn một nửa thôi, nửa hộp Dạ. chưa ra thôi, nhưng mà cũng đã có những cái kết quả vô cùng là tuyệt vời, để chị có những cái động lực tiếp tục là giới thiệu nhiều người và cùng hợp tác, rồi mong muốn là lãnh đạo sẽ hỗ trợ giúp đỡ. Phải cách đó là cái chắc, mà nói chung là lãnh đạo của Chaga thì vô cùng là tuyệt vời. Có thể là hỗ trợ bất cứ lúc nào, có thể là gọi điện thoại, cũng có thể là đáp ứng, và thậm chí là có rất nhiều người thậm chí đến tận nơi để hướng dẫn, tư vấn một cách rất là cụ thể, cho nên chị cứ yên tâm. Vâng. Thì tôi cũng đã dùng sản phẩm, cũng đã một hai lần chia sẻ, nhưng mà tôi thấy là hình như là chúng ta rất nhiều người dùng sản phẩm nhưng mà không hiểu sao là cứ e ngại không dám chia sẻ. Nhưng mà tôi thấy là đến nay thì những lần chia sẻ trước thì nó còn một số vấn đề mà nó chưa phép, nhưng mà hôm nay thì tôi sẽ có nhiều cái vấn đề để nói. Cái thứ nhất là tôi bị bệnh chứng bệnh đột quỵ do máu mỡ nhiều, huyết áp cao, thường là 2 năm liền
duy trì ở cái huyết áp 170. Thế nhưng mà đến cái năm nay thì mùng 6 Tết là tôi không rượu bia gì mà bị tai biến. Thế thì tôi lên viện và bắt đầu là tôi được em Phạm Thị Huyền ở Thái Nguyên là gửi cho tôi một liều nấm Chaga. Thế thì tôi về tôi dùng thì kết hợp với thuốc của bệnh viện, nhưng mà tôi nghĩ là chủ yếu là tác dụng cái nấm Chaga. Vì tôi thấy là nó cứ được hồi phục dần và huyết áp nó xuống 120. Và đến nay thì tôi khẳng định là một nửa tháng nay là cái huyết áp của tôi luôn luôn ổn định 120. Nhà tôi có đội ngũ bác sĩ làm răng, cho nên là ngày nào tôi cũng kiểm tra thì tôi thấy là ngày nào nó cũng 120/8. Thì tôi thấy là đây là một cái mức độ huyết áp mà không thể tưởng được. Bởi vì với cái độ tuổi cao mà duy trì 120/8 là quá tuyệt vời. Ngoài ra thì tôi thấy là da rẻ nó sáng ra, rồi mồm nó không bị béo nữa, nói nó cũng bớt ngọng đi, và đi xe máy và có thể nói là đèo người đi bây giờ là bình thường, chứ không có ngượng ngọng như cái hôm mà mới bị nữa. Thế thì ngoài ra thì tôi thấy là thần kinh nó tỉnh táo hoàn toàn.